Ok anh em ơi, và chúng ta cùng trở lại tiếp tục với một video tiếp theo, đó là nghe mây tăng trưởng môn của băng Phật ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem sơ qua cái đầu tiên, đó là một cái ngọc bội vô ma hồng mỹ lân tiệc tăng trưởng hồng mỹ lân tiệc của nghe mây, có những mình tóc 20, bên sát nội 150. Nói chung sau khi ép lên hồng mỹ thì sẽ được như thế này, có thể nói là mắt 20 150, và sau khi ép lên 10 sẽ được thêm một kỹ năng 9x từ phân xử tấm ảnh, và tốc độ đánh sẽ lên 30 và bên sát sẽ lên nữa nha anh em. Đó, ngọc bội này ở server thì đỡ mà ép lên thì ngọc bội này tốn cũng hơn 2,5 triệu được cái sở hữu ngọc bội này, kèm với một bộ tay kim quang phòng thủ lý 25-40, thủ lý 25-40. Bao tay này khoảng 10 triệu nè, đấu giá đồ top 2 mới có nè mà, 10 triệu và hàng sử dụng trong vòng 4 tháng thì phải. Hãy nhớ là 3 tháng hay 4 tháng gì đó. Rồi hiện tại tiếp tục sử dụng mình một nón cực phẩm Định Quốc 30 và một cực phẩm Định Quốc áo 50. Cực phẩm áo 50. Áo này hồi xưa 5 triệu, nón này hồi xưa 5 triệu nè, mà tầm này rẻ nè mà, tầm này chắc khoảng tầm 1,5 triệu. Đó. Sử dụng một gia truyền kháng cảm 18, kháng loi 20. Cái này hồi xưa anh mua chắc khoảng tầm 3 triệu cái gia truyền này. Chung là tổng mấy set đồ này 10 triệu, 13, này 15, 16, còn 18 triệu. Nói chung set đồ này khoảng tầm 20 triệu này mà. Đó, nhẫn này cũng khá đẹp, đây đẹp luôn. Vũ khí làm chậm 40, đại lưng kháng quanh 25, rồi giày kháng loi 30. Một con ngựa này kháng cả 7 nè mà, kháng cả 7 này thì giá sẽ vào cũng tầm 9,5-10 triệu thì tổng set đồ là cả ngựa gần 30 nè. Chưa nói ấn này mà, ấn này cũng hơn 3 triệu nè. À, nếu anh mang ấn tăng trưởng môn thì sẽ được một cấp 9x nha mọi người. Đó. Chung set đồ này tương đối thì cả ngựa cả đồ thì gần 30 triệu hơn nè, hơn 30 triệu một chút nè. Đó. Set đồ khá đẹp dành cho người mới trưởng của bạn. Hiện tại đang là hạng 5 server. Đó, anh cày gơ cho. Anh này cũng ai cũng tùng nha anh em. Zonly, hạng 5 server. Quá chất lượng. Với kỹ năng một cấp và phi phong này nữa, đánh khá là chắc này mà. Chung là đánh tăng trưởng môn ngang mi là anh em hiểu rồi. Một set đồ thực sự quá pin. Khi đánh tăng trưởng môn ngang mi anh sẽ bỏ cái này vào, anh lấy lượng kháng băng, hoặc là có thể thay đổi một trang bị ở chỗ nào đó, bỏ kháng lôi đi đó, lấy kháng băng vào đó. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khả một like, chia sẻ ủng hộ chơi nha mọi người, và ủng hộ băng Phật chơi nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một video tiếp theo.